Theo trình bày của bà Lê Thị Xuân, năm 1994, Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc khu chợ cũ, xóm Ao Sen, nay là xóm Đoàn Kết, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Khi đó, bố đẻ của bà là ông Lê Hồng Hải có mua một lô đất làm nhà ở với chiều rộng mặt đường 7 mét, chiều sâu hết đất, số tiền là 1,6 triệu đồng. Gia đình đã nộp đủ tiền và được giao quyền sử dụng đất từ ngày 20 tháng 6 năm 1994. Nay là thửa đất số 503, tờ bản đồ số 15. Năm 2011, gia đình bà Xuân có mua lại thửa đất số 504 cạnh thửa đất số 503 của ông Ngô Văn Cầu được Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa giao đất từ năm 1994. Tuy nhiên, trong quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, năm 1999, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Đoàn Thị Lê, vợ ông Lê Hồng Hải, mẹ đẻ bà Xuân. Trong đó có thửa đất số 503, tờ bản đồ số 15, diện tích 371m2 là loại đất màu. Trước những vướng mắc trên, bà Xuân đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình theo hướng xác định thửa đất số 503, tờ bản đồ số 15, diện tích 371m2, trong đó có 120m2 đất ở, không thu tiền sử dụng đất. Bà cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà đối với thửa đất số 504, trong đó không thu tiền sử dụng đất đối với 120m2 đất ở. Tại buổi tiếp, trên cơ sở lắng nghe, nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của công dân cũng như quá trình làm rõ nguyên nhân vướng mắc của các cơ quan chức năng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ xem xét giải quyết đề nghị của công dân Lê Thị Xuân đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20 tháng 1 năm 2023.